bảy bản lĩnh, một người nhất định phải có trong cuộc đời. Quý thính giả thân mến, người xưa có câu, cải mồ người chết không bằng cải nết người sống. Vậy nên, người cao minh, trước tiên phải luôn là người biết tự xem xét bản thân, không ngừng tu dưỡng hoàn thiện chính mình. Có bảy bản lĩnh sau đây, mỗi người nhất định phải có trong cuộc đời. Thứ nhất, biết nhận sai. Chúng ta thường không tự thừa nhận cái sai của mình, dù chuyện to hay nhỏ, đều nghĩ là người khác làm sai còn bản thân lúc nào cũng đúng bạn có biết rằng không nhận ra cái sai của mình cũng là một sự sai lầm cực lớn mà bạn đã mắc phải không bạn có thể nhận sai với bố mẹ bạn bè xã hội hãy nhận sai với thượng đế thậm chí là với con cái hay người từng đối xử không tốt với các bạn biết nhận sai không những bạn không mất đi điều gì mà ngược lại còn chứng tỏ được dũng khí của bạn cái dũng khí ấy không phải ai cũng làm được vì thừa nhận sai lầm là một việc có thể ảnh hưởng đến danh tiếng, liêm sỉ của người ta, khi người ta phải đối diện với nguy cơ bị bêu diếu, rèm pha, khinh ghét, nhưng vượt qua được những mặc cảm đó, thẳng thắn nhận lỗi, tìm cách sửa sai, mới chính là phong thái của người đứng đắn, chính trực vậy. Thứ hai, học cách ôn nhu. Có bài thơ viết rằng: Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đến khi người trăm tuổi mà lưỡi vẫn còn nguyên. Ồ cớ sao lại thế, chắc là không ngẫu nhiên để giờ này vẫn vậy. Nhu hòa thường an yên, đó cũng là một sự thật rằng, răng của chúng ta tuy cứng, nhưng lưỡi thì lại mềm. Đến cuối đời, những chiếc răng có thể dụng hết, nhưng chiếc lưỡi thì không. Chân lý rút ra ở đây, chính là làm người cần ôn nhu, mềm mỏng. Có vậy, thì đời người mới có được hạnh phúc lâu dài. Ngược lại, lúc nào cũng ương ngạnh, bảo thủ, cố chấp thì chỉ khiến bản thân chịu thiệt mà thôi. Tâm tĩnh lặng, ôn hòa là bước tiến bộ lớn nhất của quá trình tu dưỡng bản thân các bậc thánh nhân càng gặp phải những việc lớn kinh thiên động địa việc nguy hiểm thì càng tĩnh tâm như nước không hề sợ hãi có một số người khi gặp phải việc lớn lại rất hoảng sợ đó là vì họ không đủ tự tin cũng chính là không có năng lực và bản lĩnh kiểm soát đại sự nếu bạn biết cách điều chỉnh bản thân điều chỉnh tâm tính luôn sống chân thành thiện lương và bao dung với người với đời thì tất nhiên cuộc sống của bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn hạnh phúc hơn lâu bền hơn thứ ba học được chữ nhẫn từ xưa tới nay chúng ta luôn thấy người xưa dặn rằng nhẫn được một lúc thì trời yên biển lặng lùi một bước biển rộng trời cao chuyện gì cũng có thể giải quyết nhẫn chính là biết cách xử lý biết cách hóa giải dùng trí tuệ và năng lực của mình để biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ thành vô sự trong tam quốc Tư Mã Ý được đánh giá là vua nhẫn nại, miễn giả chi vương Tư Mã Ý là trọng thần phụ tá bốn đời quân chủ nhà Tào Ngụy. Ngay từ ban đầu, ông đã bị Tào Tháo nhìn ra mối họa ẩn giấu, bất an với ông. Đến những năm cuối đời, ông đã được Tào Duệ giao phó, ủy thác phò tá chúa. Ông đã nhẫn nhịn, giấu mình suốt 50 năm để chứng minh là một trung thần. Cuối cùng, khi đã ngoài 70 tuổi, ông đã nắm được đại quyền chấp chính để rồi diễn lại màn kịch nhà Tào Ngụy xoán ngôi nhà Hán lập ra nhà tấn đọc tam quốc diễn nghĩa chúng ta nể phục tư mã ý ông tập hợp đủ cả tài lược ngang trời của gia cát lượng trí lớn tranh hùng xưng bá thiên hạ của tào tháo ý chí khổng chết không dụng của chu du tính cách mặt dày vô sỉ của vương lãng thể hiện đại trí lược ngu của lỗ túc ông chính là bậc bá vương đích thực là nhân vật thành công nhất có một không hai trong tam quốc các bạn muốn sinh tồn chỉ cần trong tim có được chữ nhẫn có nhẫn thì bạn có thể nhìn thấu được mọi thị phi, tốt xấu, thiện ác của thế gian, sẽ tìm ra được cách chấp nhận và hóa giải chúng theo chiều hướng tích cực nhất. Thứ tư, học cách giao tiếp. Người ta nói, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Có bao nhiêu lời hay ý đẹp có thể nói, cứ sao cứ phải đổ lỗi trì chết đối phương. Ăn thua nhau một chút khẩu khí, có chăng sẽ giúp mình vui vẻ hơn không? Như vậy, chẳng phải sẽ dẫn đến sự kháng cự từ đối phương và ngàn vấn đề rắc rối sẽ kéo theo sau đó. Trong giao tiếp, chúng ta khó tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm với nhau, những lúc như vậy, đừng bực bội và vội vàng nói lời cáu gắt, dùng lời nói sắc như dao cứa vào lòng người ta. Đó là hành động không khôn ngoan chút nào, vừa làm đau lòng người, vừa tổn hại đến mình. Mục đích giao tiếp không phải là để cãi lộn, vì vậy, khi có bất đồng ý kiến, hãy cố gắng lựa chọn cách biểu đạt có tính xây dựng nhất quan dung, độ lượng vẫn luôn là nét đẹp trong tâm hồn mà những người có hàm dưỡng sở hữu. Dùng đức để thu phục lòng người, chứ không phải dùng sức để áp chế người. Riêng điểm này đã thắng ở trên rất nhiều phương diện. Thứ năm, biết cách buông bỏ. Sở dĩ, con người sống không vui vẻ, không hạnh phúc, nguyên nhân chủ yếu nằm ở ba thói quen. Quen phóng đại hạnh phúc của người khác, quen phóng đại đau khổ của bản thân, quản lý đau khổ của bản thân ra sao khi hạnh phúc của người khác lấy khuyết điểm của bản thân so với ưu điểm của người khác đời người biết đủ mà dừng mới an vui lạc bất khả cực lạc cực sinh bi dục bất khả túng túng dục thành tai tựu ẩm vi túy sứ hòa khán bán thời khai ý nghĩa không vui cùng tột vui cùng tột hóa buồn phiền không dung túng tham dục dung túng tham dục thành tai ương rượu chỉ uống đến chút say hoa chỉ ngắm lúc đang nở lưng chừng. Thiên đạo kỵ doanh, nghiệp bất cầu mãn. Nếu sự nghiệp phải cầu đầy đủ, công lao phải cầu dư thừa, thì không sinh nội biến, cũng không gặp ngoại cảnh xấu. Con người sống trên đời, làm người không cần đòi hỏi, làm việc không cần hoàn hảo, hưởng lạc không cần hưởng đến hết. Làm người phải biết dừng lại đúng lúc, đối với người khác là một sự khoan dung, đối với chính mình là một con đường để lui. Thứ sáu, học cách cảm động bạn biết yêu thích điểm tốt của người khác thì cũng nên biết cách cảm động trước những người tốt việc tốt xung quanh bạn biết cảm động chứng tỏ có tấm lòng bác ái tràn đầy yêu thương trong vài chục năm ngắn ngủi của đời người có biết bao sự việc biết bao câu chuyện khiến chúng ta cảm động vì vậy đừng bao giờ ngừng cố gắng khiến người khác cảm động bạn nhé thứ bảy học cách sinh tồn bạn muốn tồn tại trước hết hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt một cơ thể khỏe mạnh không chỉ có lợi cho bạn mà còn khiến bạn bè, người thân cảm thấy yên tâm về bạn. Thật ra, không cần sở hữu nhiều thứ, chỉ cần sống khỏe mạnh, yêu thương chân thành cũng xem như là một loại giàu có. Nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa, không có được thì đừng muốn, cần gì phải làm khổ bản thân trước. Đối với sinh mệnh mà nói, tiếp nhận mới là sự dịu dàng tốt nhất, cho dù phải chấp nhận sự xuất hiện của một người, hãy chấp nhận sự ra đi của một người. Cuộc sống mệt mỏi một phần nhỏ là do sinh tồn, phần lớn là bởi so sánh. Đời người không có sự công bằng tuyệt đối, nhưng tương đối thì vẫn song phẳng. Nếu đặt ở trên một cái cân mà có được càng nhiều, càng cần phải gánh vác nhiều hơn người khác. Các bạn mãi mãi không biết mình kiên cường ra sao, cho đến một ngày, mở cánh cửa ra, bạn không còn lựa chọn nào khác. Là của bạn thì sẽ là của bạn, chúng ta cố gắng rồi, trân trọng rồi, không thẹn với lòng rồi, những cái khác cứ phó mặc cho thiên mệnh đi có những lúc không chống đỡ nổi có thể nói với chính mình rằng tôi mệt quá nhưng mãi mãi không được thừa nhận ở trong lòng là tôi không làm được biết mà không tự cao đây là trưởng thành ở trong cuộc đời có rất nhiều chuyện đủ để làm bạn gục ngã nhưng cách thực sự làm bạn gục ngã chính là tâm thái của bạn rất cảm ơn bạn đã lắng nghe nếu bạn tìm thấy được những bài học hay lời khuyên nào hữu ích sau video này hãy để lại bình luận và chia sẻ cho mọi người nhé đừng quên like đăng ký và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video mới nhất từ kênh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo